Chào bạn. Chào bạn. Bạn tên là gì? Tôi tên là Jessica K. Bạn mấy tuổi? Tôi 8 tuổi. Jessica thích làm gì? Tôi thích bơi lội. Khi nào là sinh nhật của bạn? Sinh nhật tôi ngày 20 tháng 5. Jessica có bao nhiêu tháng trong một năm? Có 12 tháng. Jessica thích tháng nào? Tôi thích tháng 12. Tại sao Jessica thích tháng 12? Đó là mùa Giáng sinh. Ở Việt Nam thì Jessica thích ăn món gì? Tôi thích pho bởi vì it has delicious meat and the soup is really yummy. Pho is from Hanoi. So Jessica thích ăn phở. Chào Jessica.